Kính thưa quý vị và anh chị em, sau đây là câu chuyện tràn chuỗi măng côi của em bé 12 tuổi khỏi bị quỷ ám. Nhiều người công giáo ở Sài Gòn, có lẽ ai cũng nghe nói đến cha nho, cha sở nhà thờ ngã xấu. Cha là một vị linh mục có lòng sùng kính đức mẹ măng côi cách đặc biệt. Ngài lần chuỗi măng côi hầu như suốt ngày, trong tay cha lúc nào cũng cầm chuỗi măng côi có người hỏi cha lần chuỗi măng côi như vậy đâu còn thì giờ ăn uống ngủ nghỉ cha trả lời vì biết chuỗi măng côi rất quan trọng đối với tôi cho nên tôi không bao giờ bỏ lỡ cơ hội mà không lần hạt rồi cha kể tiếp hồi còn làm thầy đức cha sai tôi đến giúp một họ đạo cuối cùng ở miền nam ở đây chỉ có sông nước tràn ngập quanh năm rắn rết, cốc nhái, bò, ngỗ nghển suốt bốn mùa. Cha sở sai tôi đến dạy đạo tại một làng xa xôi hẻo lánh. Dân thì đông, nhưng hầu hết là lương dân, theo đủ mọi tôn giáo, ngoại trừ đạo công giáo. Tôi đến ngủ tại nhà ông Hương cả, mục đích là đến dạy đạo, nhưng không ai theo đạo cả, vì ở đấy đã có một thầy phù thủy khá cao tay. Bất cứ ai có việc gì, đau ốm, bệnh hoạn, họ đều chạy đến với thầy phù thủy. Thay vì dạy đạo, tôi mở trường dạy chữ quốc ngữ. Kết quả là có một số rất đông các em trong làng đến học. Tôi rất vui mừng và cũng hy vọng rồi dần dần sẽ truyền bá đức tin cho các em và cho người lớn trong làng. Việc đức mẹ làm thì thật là lạ lùng. Trong lớp tôi dạy có khoảng chừng 30 em lẫn lộn, trai gái, từ 10 tuổi trở lên. Tự nhiên, trong lớp có một em trai 12 tuổi bị quỷ nhập. Nó chạy lăn xăng ngoài đồng và chung quanh làng. Mắt nó lồi ra, chảy lòng thòng trong rất sợ. Bố mẹ em đưa nó đến thầy phù thủy xin trừ quỷ. Thầy phù thủy trừ không được và bảo bố mẹ nó. Con quỷ này dữ dội lắm, phải có thầy khác cao tay hơn thì mới trừ được bố mẹ nó mới ngã lòng đem đi đâu bây giờ ông bà đem nó đến cho tôi và nói người ta bảo thầy là thầy đạo cũng có thể trừ ma quỷ được tôi nói với ông bà tôi là thầy đạo thực nhưng chưa có chức thánh để trừ quỷ vậy để tôi cầu nguyện cho cháu khi ấy tôi sực nhớ đến cuốn sách tôi đã đọc nói về sức mạnh và quyền uy của chuỗi hạt măng côi Thế là tôi lấy ngay chuỗi hạt măng côi của tôi, đeo vào cổ cho nó. Cũng không quên thầm thỉ cầu nguyện với đất mẹ cho cháu được qua khỏi. Lạ thay, khi tôi vừa đeo chuỗi hạt vào cổ cháu, thì thằng bé trở lại bình thường, nói năng khôn ngoan, tử tế. Cha mẹ nó rất mừng, nói với mọi người, ông thầy đạo rất cao tay. Như vậy là giữa tôi và ông phù thủy sẽ có sự mâu thuẫn. Tuy nhiên, Đức mẹ gìn giữ bảo vệ tôi cũng không có chuyện gì xảy ra. Sau đó, khoảng chừng một tháng, thằng bé đi chơi với bạn ngoài bờ sông. Bạn nó hỏi, mày đeo cái gì ở cổ cho tao xem. Nó cởi ra đưa cho bạn. Chẳng may loay hoay thế nào, thằng bạn đánh rớt, chuỗi hạt xuống sông. Thế là buổi chiều hôm ấy, quỷ lại nhập vào nó. Nó lại chạy lăng quăng ngoài đồng y như trước. Bố mẹ nó lại đem đến cho tôi và nói nhờ thầy cứu cháu. Tôi hỏi thì ra tại mất chuỗi hạt mà ma quỷ nhập trở lại. Tôi thầm nghĩ trong bụng như vậy là đúng quyền uy của đức mẹ qua chuỗi hạt măng côi rồi. Lập tức tôi lấy ngay chuỗi hạt măng côi khác đeo vào cổ cho nó và dặn ông bà phải cột chặt không cho nó tháo gỡ ra. Cũng là thay khi tôi vừa đeo chuỗi hạt vào cổ nó thì thằng bé tỉnh lại ngay nói năng bình thường tiếng đồn gần xa người ta đến xin tôi cầu nguyện rất đông nhờ cơ hội này tôi mở trường dạy giáo lý và bắt đầu ngày càng phát triển cho đến khi ông thầy khác thay tôi thì số tân tòng cũng đã khá đông thằng bé được chữa khỏi bị quỷ ám cùng bố mẹ và cả gia đình nó đều được ơn trở lại công giáo và sống đạo rất tốt lành vì nhận thấy sự hiệu nghiệm của chuỗi hạt măng côi cho nên tôi đã không ngừng giảng về chuỗi hạt măng côi và luôn luôn lần chuỗi măng côi kính đất mẹ là như vậy. Kính thưa quý vị và anh chị em, cha Nho ai cũng biết tiếng, Ngài qua đời tại Bệnh viện Trưng Vương khoảng năm 1990. Ngài có viết cuốn nhật ký, trong đó có kể chuyện này. Chỉ có chuỗi hạt măng côi không mà còn hiệu nghiệm như vậy huống hồ đọc kinh mân côi thì còn hiệu nghiệm biết bao. Nhớ lại khi xưa tôi còn đang dạy học ở trường trung học Hoa Lư, Ninh Bình thì cũng có em học trò ra mồ mã nghỉ trang gần đó. Không biết chúng nghịch ngợm thế nào mà ma nhập. Nó la hét, chạy nhảy, xùi cả bọt mép. Tôi bảo phải gọi bố mẹ nó đến ngay, đem cháu về. Nhưng thời gian chờ đợi khá lâu. Khi cái học trò đã về hết, Tôi lấy chuỗi hạt măng côi trong túi áo, quàng vào cổ cho em rồi cầu nguyện. Thằng bé êm liền, không còn la hét. Tôi rất mừng vì quyền phép đức mẹ măng côi đã cứu chữa cho nó. Cảm ơn quý vị và anh chị em đã chú ý lắng nghe. Và đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh Ave Maria để có thể nhận được những video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.